đổi xe cho khách anh chị, giá rẻ nhất tại cửa hàng luôn, vài chục triệu thôi. Theo anh em mình xe này mua được nhiêu? Em nghĩ là chiếc xe này bán bằng chiếc xe Vision. Jolly 202, 7 chỗ ngồi, biển 4 số 1 chủ. Máy lạnh có, trợ lực có, 7 chỗ ngồi, nỉ zin còn. Nỉ zin còn ha. Mà cái đặc biệt đó là trần zin còn luôn. Hai dàn lạnh luôn. Máy chạy im nha, máy chạy rất là im mà bốc nha, kính bấm luôn nha. Đó. Chạy cũng hợp lý, cũng ngon, 7 chỗ ngồi giá rẻ. Mới mua của khách lại anh chị, đổi với khách phải đổi xe với mình, khách đổi AOE đưa lại xe này, đăng kiểm tới cuối năm. Đó, xe 4 số 1 chủ. Để anh em bằng con Vision thôi được không? Rồi, anh em quan tâm thì alo cho em nha, 0834333371, 0866679711 nha. Bên anh Thịnh thì 7 chỗ nhiều lắm anh chị, tha hồ anh chị em mình lựa lái chạy thử nha. Nơi giao lưu và trao đổi mua bán với bà con, đặc biệt cho nợ bán thiếu giao lưu bù trừ. Địa chỉ anh em mình gõ Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí là tới ngay. Cảm ơn anh chị em mình nhiều nha.